Ừ thì thôi, nhắc thì nhắc, không thích thì cũng kệ. Thì không thích lúc đấy thôi. Tức là cái sự thoải không thoải mái của em nó chỉ dừng lại ở cái tính thời điểm, và em dường như là em chấp nhận những điều đó, nó như là một lẽ thường tình của cuộc sống vợ chồng, đúng không? Thế vừa nãy chị cũng có nhìn thấy ở em một cái chữ O tròn. Tức là em có những cái điều không hài lòng về gia đình vợ. Chính xác. Thì ông bà hai bên đều rất là tốt, đều lo cho con cho cái. Nhưng mà về bên phía nhà vợ em thì về vì là họ làm kinh doanh ấy, cho nên là có thể là cách mà khi mà người ta nói chuyện với mình nó cũng không được khéo léo như là mẹ em chẳng hạn này, hoặc là người ta quan tâm mình đấy, đúng đúng một kiểu như là quen nghe ngọt ngào ấy. Như vợ em thì có thể vợ em không nghĩ nhiều đâu, nhưng mà khi mà em bị bố mẹ vợ em nói về một vấn đề gì đấy thì em lại là người hay để bụng. Ôi, ôi, ôi. Cái này CJ sẽ rất là đồng cảm này. bởi vì bố mẹ của anh CJ cũng là giáo viên. Đúng rồi. Và nói chuyện mẹ, khéo mẹ, ấy. Mẹ. Đúng rồi. Và nói chuyện rất là ngọt ngào, rất tình cảm, rất khéo léo. Nhưng mà bố chị thì lại là viên chức nhà nước, cán bộ nhà nước. Và nhiều khi thì cụ cũng kiểu rất là hay mắng mỏ, hay nặng lời. Và dây lần nào kiểu chị cảm thấy rất là cố gắng. Rất là cố gắng để đúng rồi. Để chịu đựng mà không làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác. Bây giờ mình sẽ sang câu nguy hiểm số 3. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, tôi từng bị người thân phản đối mối quan hệ này. Ôi, một mối quan hệ rất là êm đềm và suôn sẻ. Không có người thân nào, kể cả bạn bè, mà nói rằng là, ui, mày là con này à? À không, có nhá, chồng em, nhưng mà chồng em là có. Chồng em là có nhá. Hồi xưa chồng em có chơi thân với là một số em gái. Thì lúc đầu thì rất là kích. Lúc đầu rất là kích cho hai đứa vào. Sau khi mà hai đứa yêu nhau rồi thì chồng em lại kiểu khi mà có người yêu tất nhiên mình sẽ quan tâm người yêu mình hơn, dành thời gian cho người yêu là chủ yếu. Thì tự nhiên em gái bị hận. Em gái lại hơi bị tách lá. Hơi chuẩn chút phản đối như thế chỉ là câu chuyện vui thôi. Ok. Chị nghĩ là trong mối quan hệ nào nó cũng sẽ có một hai cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó. Bởi vì thật ra không phải chỉ có trong tình yêu mà là trong tình bạn. Nó cũng có một cái sự sở hữu nào đó. Chính xác. Và khi mà mình quý một ai đó mà sau đó người ta không dành nhiều thời gian cho mình nữa thì mình sẽ cảm thấy rất là buồn, và đôi khi mình sẽ có tâm lý là đổ lỗi cho cái người thứ ba. Ok, câu hỏi số 4 này. Sẵn sàng chưa? Các em cầm sẵn bản lên đi. Tôi đã từng thất vọng về đối phương sau hôn nhân. Em cũng thế. Thôi có hết đi. có hết thì phải như này đi. Đâu, có đây anh Tròn. Tôi từng là đây. Về chuyện gì kể nó xem nào, ok. CJ thấy rất là tò mò về cuộc sống của những người mà kết hôn sớm thì nó như thế nào. Đó chính là lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp một cặp đôi vô cùng đặc biệt, đó là Thu Quỳnh và Tùng Anh. Xin chào hai bạn đã đến với chương trình của mình ngày hôm nay, và xin rất là tò mò tí cho hai bạn tự giới thiệu bản thân mình trước đi nhỉ. Em là Thu Quỳnh, năm nay em 22 tuổi, em đang làm make up. Em là Tùng Anh, năm nay em 26 tuổi. Thì hiện giờ em đang kinh doanh cho nhà vợ em luôn. Ôi, wow. Anh kinh doanh về mặt hàng gì vậy? Thuốc lào ạ. Thuốc lào. Thuốc lào. Nhưng mà bạn có phải ngày nào cũng hút thuốc lào không? À đúng rồi, em cũng là một lào thủ. À đúng rồi, em cũng là một lào thủ. Được đấy. Được đấy. Chia sẻ các bạn gặp nhau như thế nào? Mấy lần đầu tiên gặp vợ em thì em cũng thật ra là em cũng không có ấn tượng gì mấy, bởi vì là hôm đấy là em cũng chỉ được rủ đi theo gọi là bạn của bạn thôi, chứ em cũng không hẳn là chơi với cả cái hội đấy. Thực tế là em không biết ai trong hội đấy cả, em chỉ biết một người thôi. Nhưng mà lên đấy thì có cô bé này, cô lại cứ cũng hơi say say gì đó, ngà ngà mình. Thì mình lúc ấy mình đang cô đơn thì mình không có lý do gì để mình né tránh nữa cả. Thế cho mình hỏi một chút nha, lúc mà hai người mới gặp nhau lần đầu tiên thì lúc đấy cả hai bạn đều đang độc thân à? Cháu em là một tình đầu. Okay. Một tình đầu luôn. Với Tùng Anh thì sao? Trải qua rất nhiều mối tình. Thực ra thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà em thì là một người khá là trung thủy. Dù ít nhưng mà nói chung là tất cả các cuộc tình của em nó đều tính bằng năm, chứ nó không tính bằng tháng. Đấy. Có vẻ hơi quá ngược lại với mình nhỉ? Thì mình rất là tò mò nhá, bởi vì trên quán bar thì
kiểu gì cũng sẽ có rất là nhiều hot girl này, cũng sẽ có rất là nhiều hot boy, thì ai là người kiểu chủ động lắng quen trước? Vợ em thì thật ra tính vợ em rất là sôi nổi hơn em và mạnh hơn em đấy, cho nên là bạn ấy đã chủ động với em trước. Hôm đấy một người say và một người thì cũng ngà thì có xảy ra điều gì không, ví dụ như là một hôm đầu tiên chẳng hạn? Không. Hôm đấy một diễn biến lớp khác là lúc sau bọn em đi ra khỏi quán thì em lại tỉnh như sao. Ủa? Sao em còn không biết chồng em đứng đâu. Em kiểu chỉ quan tâm bạn em thì thôi, bạn em kiểu say quá, thế là em chỉ hỏi, em chỉ quan tâm cả lũ bạn em ấy, chồng em cứ đứng đây một mình thôi. Chồng em còn cứ nghĩ cái con này vừa dựa mình xong rồi đang nó coi như không quen biết. Chị muốn biết là sự kiện nào đã xảy ra để hai người quyết định đến với nhau? Hai đứa cũng có một buổi nói chuyện rất là nghiêm túc với nhau thì người dẫn đến là quyết định yêu nhau, chứ cũng không phải kiểu là nhanh nhanh thôi. Tức là bọn em quyết định yêu nhau bằng tin nhắn. Thế sau đấy thì có lao đến gặp nhau luôn không? Hay là không vẫn phải chờ đến hôm sau? Nhắn tin buổi đêm ạ. Đấy là tầm 3 giờ sáng rồi. Thì hôm sau 7 giờ đã gặp nhau rồi. Ôi trời ơi. Giờ đến 7 giờ là quá nhẫn nại rồi. Wow. 7 giờ sáng gặp nhau. Xong có làm gì không? Đi ăn thì sao? Đi ăn không? Chắc là phải hai hôm sau này. Hai hôm sau mới hôn nhau. Kiểu rất hay để nhà em ăn uống tụ tập. Thì hôm đấy là bạn bè ăn uống xong thì cả lũ cứ ngồi tầng 2 thôi. Thì hai vợ chồng thì lên tầng 3 phòng em. Thì chồng em lại một người rất là nhu nhã. Thì hôm đấy hai vợ chồng lên phòng thì tự nhiên hôn nhau thôi, nhưng mà cũng nụ hôn đấy nó cũng ngắn thôi, nó cũng không được kéo dài. Sau nụ hôn đấy thì mới kéo dài hơn. Tức là nụ hôn thứ nhất gọi là đến nụ hôn thứ hai này, nụ hôn thứ ba là nó tăng thời gian lên theo cấp số nhân chứ nó không phải là tăng từ từ, mà nó tăng lên rất là nhanh. Ui, khoảng thời gian nó kéo rất là dài. Cái này rất là dễ thương luôn ha. Này, thấy cái nụ hôn đầu tiên ấy thì là ai kéo ai vào? Chân này. Ok. Đấy, bây giờ bắt đầu chủ động rồi đúng không? Bởi vì thật ra là mình khi mà mình đã yêu nhau rồi thì em nghĩ là đàn ông nên chủ động. Sau khi nụ hôn đầu tiên này, xong bắt đầu đến quá trình tiếp theo thì nói như thế nào? Cái lần đầu tiên rất là buồn cười. Ok, kể lại xem nào. Hai vợ chồng lên phòng xong rồi bắt đầu hành trình diễn ra. Thì đến để anh kể cho bạn. Anh kể đi. Được. Thế thì hôm đấy cũng rất là tình cờ đấy. Thành thật ra là em cũng không chuẩn bị gì cả. Đến lúc mà bạn ấy chắc bạn ấy cũng ngại, mà đến lúc anh lâm trận rồi thì bạn ấy bảo là ơ anh ơi thiếu áo mưa. Bạn bắt em đi lộn đi mua và thực tế trong hôm đấy em lại không mang tiền. Thế là em đi ra và lại đi về. Giả vờ đi. Có mặt buồn một tí thì nhưng mà cuối cùng thì bạn ấy cũng đồng ý. Được. Thế à, buổi đầu tiên bắt đầu từ đấy. Buổi đầu tiên chắc là sau khi yêu 7 ngày. Sau hôm đấy thì em về em cũng có văn vở với cả người yêu của em bảo là em bé à, thực ra thì lần đầu cho nên là anh cũng muốn mọi việc nó được trọn vẹn em. Nhưng mà anh hứa là lần sau anh sẽ không như thế nữa. Nhưng mà kể từ lần đấy thì lời hứa chưa được thực hiện cho đến tận bây giờ. Năm. Vâng, cũng giữ được một năm, rất là may mắn. Gặp một năm. Quá giỏi, bạn này còn kỹ thuật rất cao. Wow. Ok, hai bạn đã gọi là yêu nhau được bao nhiêu lâu mới quyết định cưới? Bọn em yêu nhau được khoảng tầm gần năm. Gần một năm. Thì chồng em lại cứ bắt hai bên gia đình gặp nhau. Em muốn cái sự đi lại giữa em và người yêu em nó được thoải mái hơn và cũng được tin tưởng hơn. Cho nên là em muốn hai bên gia đình là gặp nhau. Thế nhưng mà cũng rất là tình cờ mà là chỉ sau một tháng thôi là vợ em có bầu ngay. Gặp nhau cái tháng sau khi gặp nhau mà trong cái lúc mà gặp nhau đấy là bọn em chưa hề biết là vợ em đã có bầu. Cái lúc mà bạn biết là bạn ấy có bầu thì cái cảm xúc của bạn ban đầu là như thế nào? Bạn ấy có chụp cho em một cái ảnh cái que đấy. Và em đã phải tạt xe vào vỉa hè và em phải khóc mất 15 phút. Giống mình quá. Mình cũng phải cười, mình cũng phải khóc này. Thế nhưng mà em bắt đầu biết là em có bầu từ lúc nào? Đúng hôm đấy là 30/4/5, chồng em đèo cả nhà chồng đi chơi. Thì em thông báo cho chồng em. Thì lúc đấy em biết cả em thông báo cho chồng em luôn. Thế thì cái việc cầu hôn hoặc là cái việc quyết định đi đến hôn nhân nó diễn ra như thế nào? Quyết định hôn nhân. Câu chuyện. Quyết định hôn nhân thì vợ em không có buổi cầu hôn, chỉ có hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thôi. Lại nói chuyện một cách nghiêm túc đúng không? Được cái là
Em thì tính em là như thế nào được, nhưng mà chồng em thì trước khi vào một cái gì đấy lại cũng sẽ có một cái buổi nói chuyện. Thế là hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau một buổi, xong rồi về quyết định là hôm nào nói chuyện với bố mẹ thôi. Thật ra là hai bên bố mẹ thì có gặp nhau đúng một lần rồi, nhưng mà bọn em thì xác định cưới thôi, chứ còn bố mẹ thì cũng không nghĩ là cái chuyện cưới xin nó lại đến nhanh như thế. Em về thì bao giờ em cũng suy nghĩ là em sẽ xin phép mẹ em trước, bởi vì mình là nhà trai, bao giờ mình cũng phải chủ động. Thì mẹ em thì làm cô giáo mà, thành âm ra là không phải là cứ nhanh nói quá hay là nói cái gì là được, mà nhiều khi nói chuyện với mẹ em nó cũng rất là khó. Bà ấy thì tâm lý thôi, nhưng mà không phải là mình nói dù sao cũng phải nắn nót một chút. Thì hôm đấy em đã chuẩn bị sẵn rồi, là vợ em đi khám thai về thì em mới có một cái tờ giấy siêu âm đấy, thì em gói trong một cái hộp quà. Và đêm hôm đấy em về em nói mẹ em kể lại là em có hỏi mẹ em là thế ngày xưa thì từ lúc con sinh ra đến bây giờ cái khoảnh khắc nào mà mẹ cảm thấy là hạnh phúc nhất với con, thì mẹ em có nói là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con, còn bây giờ là càng ngày càng ghét. Thì càng ngày càng ghét kìa. Thế là em cũng nói là em bảo là vậy thì con cũng sắp sửa được trải nghiệm cái cảm giác đấy giống như mẹ. Sau cái hôm em nói với mẹ em ấy, thì đến tối hôm sau em gặp bố vợ em luôn. Em gặp luôn. Và hôm đấy thì ông ấy đang xem đá bóng. Thì lúc ấy còn là hai vợ chồng đến ngồi đằng sau đúng cái ghế đúng như này. Thì ông ngồi đằng trước đây, TV ở phía đằng kia. Thì ông có ngồi xem được khoảng tầm 5 phút, thì hai vợ chồng cứ đợi cứ như là 5 năm ấy. Lâu ơi là lâu. Xong rồi lúc sau bố vợ quay lại thì em cũng nói, em bảo là bố ơi con, bác ơi con nghĩ là chắc là bọn con sẽ phải làm sớm hơn kế hoạch. Thì bố em rất là bất ngờ, bố em trả lời ơ thôi con cưới luôn đi, bởi vì sắp hè rồi không còn nóng lắm. Thậm chí là ông còn không hỏi là ông có không biết con đâu, là do như thế nào luôn. Tức là bố mẹ em hoàn toàn không có vấn đề gì quan ngại với việc là em còn rất trẻ, mới 19 tuổi không? Đúng không? Không, bởi vì thực tế là lớn tuổi. Bố mẹ vợ em cũng, bố vợ em thì lớn tuổi, còn mẹ vợ em thì lại ít trẻ tuổi. Quá. Cái ngày đầu tiên sau khi đã hợp pháp hóa thì hai em cảm thấy như thế nào? Thật ra thì hôm đấy về ngủ thì mình mệt quá, mình ngủ mình cũng không biết gì, nhưng sáng sau tự dưng thấy nó trong trẻo hơn. Tự dưng trẻo hơn, nhẹ nhàng hơn. Cái cảm giác của mình cũng chắc là không bao giờ quên được cái ngày hôm sau đấy. Để với chương trình, các em có sẵn sàng cởi mở và chia sẻ những cái bí mật nếu có không? Có chứ ạ. Ok. Rồi nha, bây giờ câu hỏi đầu tiên nha. Trong khi yêu đối phương, tôi đã từng tương động với một người khác. Ui, chưa bao giờ luôn. Bởi vì một người thì là mối tình đầu tiên, còn một người thì là tự nhận mình rất là trung tuổi. Rất là trung tuổi. Không có gì bất ngờ cả. Wow. Bởi vì là một cô bé này lại còn nhà lại còn bán thuốc lào nữa. Anh này là đã say là tật. Một câu hỏi mà đến từ một người phụ nữ nhá. Chị thấy các chị em ở trong các group ấy luôn luôn truyền tai nhau một câu, đó là không có người đàn ông chung thủy mà chỉ có người đàn ông mà ngoại tình nhưng chưa bị phát hiện. Thế thì theo em nghĩ sao về câu nói này? Thật ra thì em cũng nghe về người ta nói về cái vấn đề này nhiều, nhưng mà với em thì cái quan điểm của em về cặp bồ thì em nghĩ là chắc sẽ không bao giờ có. Bởi vì thực tế là như mình muốn vợ mình, không có một thằng đàn ông nào, kể cả là thằng đàn ông cặp bồ, cũng không bao giờ muốn vợ mình đi cặp bồ, đúng không ạ? Chính xác. Đấy, và em muốn điều đấy, cho nên là trước tiên em sẽ gương mẫu trước. Chính xác. Đấy. Thế là cái quan đẹp quá rồi đấy. Ôi, em rất là may mắn là anh không bị đấy. Chị tin là mẹ em là một giáo viên, thì mẹ em mà như chị được biết em là con buồn nữa. Cho nên là chị tin chắc chắn rằng là mẹ em đã có cách để mà rèn luyện em trở thành một người đàn ông mà là một chỗ dựa đáng tin cậy cho người phụ nữ, nhất là đầu tiên là cho mẹ và sau đó là cho vợ. Quỳnh có cảm thấy như thế không? Phải chắc chắn là như thế thì em mới chọn Tùng Anh làm chồng, đúng không? Có một cái mà mình rất là tò mò nhá. Từ nãy đến giờ là Tùng Anh chỉ kể về mẹ thôi, không biết là cái này nó có sao? Ok đấy, thì chỉ nhắc về mẹ, còn bố thì mình chưa nghe Tùng Anh nhắc về bố cả. Cái đấy cũng là một cái mà làm cho em
ban đầu em khó gần với vợ em hơn những người khác, cũng không được mở lòng như những người đàn ông khác. Có thể là những người đàn ông khác thì người ta đến với cả bạn gái người ta dễ dàng lắm, nhưng em thì phải hết cái nọ đến cái kia, cũng là vì một phần tác động từ ngày bé. Bố mẹ em thì không ở với nhau, bố mẹ em ly hôn từ năm em học lớp 3. Wow. Và mẹ em cứ nuôi em ở vậy cho đến tận năm em học cấp 3 thì mẹ em mới đi bước nữa. Thì nó cũng là một cái để vì em không có bố là một cái thiếu sót của gia đình, cho nên là em rất mong là con em nó không được như thế. Cho nên em rất cẩn thận trong cái việc chọn người yêu và chọn vợ. Wow, thế là bây giờ là mẹ đã có bước nữa, mẹ, cả hai em... bên đều có bước nữa. Tức là cả bố mẹ em đều có đi một người đi hai bước riêng. Bây giờ sẽ là một câu hỏi khá là nguy hiểm này, vì nó không chỉ ở giữa hai vợ chồng, nó còn động chạm tới những người khác nữa. Rồi, câu hỏi số 2 nhé. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Ok. Tôi đã từng rất không thoải mái với gia đình vợ hoặc chồng của mình. Cả hai bạn luôn. Có chứ ạ, làm sao mình tránh được ạ. Vậy thì sẽ có vấn đề mẹ chồng nàng dâu là vấn đề khá là nổi cộm đúng không? Thực ra là những cái lên không thoải mái đối với em nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó không có gì gọi là nặng nề quá. Chẳng qua là tính em thì em không thích lúc đấy thôi, 30 phút sau em quên luôn mà. Thì có những ví dụ như kiểu mình thì gia đình em rất là thoải mái về việc đi chơi ạ. Còn về nhà chồng thì phải ăn cơm ở nhà nhiều này, phải nấu cơm hàng ngày này, đi chơi đi ăn hàng ít thôi này, đi chơi nhớ về sớm này. Thì tính em từ hồi xưa là một con, thực ra bây giờ vẫn thế, vẫn là một con hơi ham chơi tí. Thì lâu lâu bị nhắc thì mình cũng thì thôi nhắc thì nhắc, không thích thì cũng kệ. Thì không thích lúc đấy thôi. Tức là cái sự không thoải mái của em nó chỉ dừng lại ở cái tính thời điểm, và em dường như là em chấp nhận những điều đó, nó như là một lẽ thường tình của cuộc sống vợ chồng đúng không? Thế vừa nãy chị cũng có nhìn thấy ở em một cái chữ O tròn. Tức là em có những cái điều không hài lòng với gia đình vợ. Chính xác. Thì ông bà hai bên đều rất là tốt, đều lo cho con cho cái. Nhưng mà về bên phía nhà vợ em thì về vì là họ làm kinh doanh ấy, cho nên là có thể là cách mà khi mà người ta nói chuyện với mình nó cũng không được khéo léo như là mẹ em chẳng hạn này, hoặc là người ta quan tâm mình đấy, đúng một kiểu như là quen nghe ngọt ngào ấy. Như vợ em thì có thể vợ em không nghĩ nhiều đâu, nhưng mà khi mà em bị bố mẹ vợ em nói về một vấn đề gì đấy thì em lại là người hay để bụng. Ôi ôi, cái này CJ sẽ rất là đồng cảm này. bởi vì bố mẹ của anh CJ cũng là giáo viên. Đúng rồi. Và nói chuyện mẹ, khéo mẹ, ấy. Mẹ. Đúng rồi. Và nói chuyện rất là ngọt ngào, rất tình cảm, rất khéo léo. Nhưng mà bố chị thì lại là viên chức nhà nước, cán bộ nhà nước. Và nhiều khi thì cụ cũng kiểu rất là hay mắng mỏ, hay nặng lời. Đúng. Và dây lần nào kiểu chị cảm thấy rất là cố gắng. Rất là cố gắng để đúng rồi. Chịu đựng mà không làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác. Bây giờ mình sẽ sang câu nguy hiểm số 3. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, tôi từng bị người thân phản đối mối quan hệ này. Ôi, mối quan hệ rất là êm đềm và suôn sẻ. Không có người thân nào, kể cả bạn bè, mà nói rằng là ôi, mày lấy con này à? À không, có nhá, chồng em, nhưng mà chồng em là có nhá. Hồi xưa chồng em có chơi thân với là một số em gái. Thì lúc đầu thì rất là kích. Lúc đầu rất là kích cho hai đứa vào. Sau khi mà hai đứa yêu nhau rồi thì chồng em lại kiểu, khi mà có người yêu tất nhiên mình sẽ quan tâm người yêu mình hơn, dành thời gian cho người yêu là chủ yếu. Thì tự nhiên em gái bị hận. Em gái lại hơi bị tách lá. Hơi chuẩn chút phản đối như thế chỉ là câu chuyện vui thôi. Ok. Nghĩa là trong mối quan hệ nào nó cũng sẽ có một hai cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó. Bởi vì thật ra không phải chỉ có trong tình yêu mà là trong tình bạn. Nó cũng có một cái sự sở hữu nào đó. Chính xác. Và khi mà mình quý một ai đó mà sau đó người ta không dành nhiều thời gian cho mình nữa thì mình sẽ cảm thấy rất là buồn, và đôi khi mình sẽ có tâm lý là đổ lỗi cho cái người thứ ba. Ok, câu hỏi số 4 này. Sẵn sàng chưa? Thế em cầm sẵn bản lên đi. Tôi đã từng thất vọng về đối phương sau hôn nhân. Em cũng thế. Thôi có hết đi. có hết thì phải như này đi. Đâu, có đây anh tròn. Tôi từng là... Về chuyện gì, kể nó xem nào, ok. Thực ra nếu mà cái sự thất vọng của em thì nó cũng không phải là to lớn gì. Vì lúc yêu nó đã thế thôi chứ không phải. Lề mề. Rất lề mề. Thôi, thằng đàn ông nào chả thế.
Ví dụ như kiểu mọi người cứ nghĩ là con trai phải đợi con gái trong các cuộc đi chơi, nhưng mà hầu như là em sẽ là người đợi chồng em phải đợi chị hiểu lâu. Chị hiểu lắm. Nhưng mà không hiểu làm gì. Nhưng mà không hiểu làm gì trong cái căn phòng với cứ lăn qua lăn quanh thôi. Thế em có giải pháp gì trong sự cho cái nỗi thất vọng của mình không? Nhưng hồi đầu thì dục, hồi đầu thì còn dục. Bây giờ kiểu em còn căng thẳng giờ. Lúc mới yêu ấy ạ, em biết là ông này là ví dụ hẹn nhau 8 giờ 10 giờ đấy nha hạ. Là ví dụ bình thường mấy buổi đầu em đi chơi thì em cũng 8 giờ em xong xuôi hết rồi. Em ngồi đợi ông 12 tiếng. Nhưng mà khoảng tầm sau lần 2-3 lần đi chơi rút kinh nghiệm. 2-3 lần đi chơi rút kinh nghiệm ấy. Dùng ai thích ở kinh nghiệm nữa. Thật ra đấy không phải là do anh lề mề mà là do em căn giờ chưa chuẩn đúng không? Sau rồi sau khoảng tầm 2-3 lần thì hẹn nhau 8 giờ thì em biết là 10 giờ mình mới đi, thì là 10 giờ em mới bắt đầu ra khỏi giường. 10 giờ em mới bắt đầu đứng dậy em làm việc của em để chuẩn bị đi. Đến bây giờ vẫn lề mề nghĩa là các cuộc đi đâu, đi đám cưới, đi du lịch các thứ là em đều phải gọi chồng em rất là sớm, đục sớm, sắp xếp luôn cho là anh đi làm thì đi, nhanh nhanh lên. Ok, còn Thu Mai thì sao? Em thì thật ra là tính em thì có thể là em lề mề nhưng em lại được cái cẩn thận, chắc chắn là phải hơn vợ em. Đấy, em chậm nhưng mà chắc, đấy nhưng mà toàn chắc phải đôi đâu ấy. Ví dụ như là đơn giản em ra khỏi nhà bao giờ cũng là chăn màn hay mọi thứ là nó phải gọn gàng, chứ em không có thói quen là mình cứ điêu. Mấy lần đi làm xong rồi đi làm đúng rồi, không đứng từ 3 phút luôn cho biết. Đi làm thì có thể chăn màn một tí hôm nào vội quá thôi, chứ còn bình thường nhà cửa em thì em không bao giờ muốn là chồng em rất là gọn gàng, nó bừa bãi ra là em không chịu được chẳng hạn. Thế gì kể cả đi chơi hay mình đi làm, cứ ra khỏi nhà là cái nhà của mình nó phải sạch sẽ đã. Lúc nào cũng phải như thế. Tức là lúc nào phải dọn nhà trước. Dọn nhà xong rồi mới đi. Việc gì bao giờ nó cũng là việc nhà mình đầu tiên đã. Xong rồi mình muốn làm gì thì làm. Ôi, ông chồng nó phải cực kỳ gương mẫu. Wow, thế là chỉ có điểm đấy thôi à? Không thể nào, không đời nào mà chỉ có riêng một từ mà ôm lại lấy cái bản ôm lại x gì luôn. Màu đỏ, không thể nào luôn. Đấy! Và còn một điều nữa đấy là ham chơi ạ. Em thì đấy, cái nữa cũng là ham chơi. Và thêm một cái nữa đấy là cái lời nói của vợ em ấy nó không được trau chuốt như là trong gia đình của em từ ngày xưa. Cho nên là mình nhiều nói đấy. Tức là lời nói, tức là nói kiểu nhà chồng em rất khéo. Hay mắng, ví dụ hay giống vợ hay mắng chồng này. Thế là thế gì nói đấy? Đấy là nhà chồng em kiểu mỗi lần nói chuyện ấy, mỗi lần mà cả nhà chồng em nói chuyện em mới mất thời gian ngồi suy nghĩ. Hồi đầu là về nhà chồng là hơi bị choáng ngợp bởi vì kiểu là phải nói phải chuyện nghĩ. Kiểu khác. Tức là hai bên gia đình nói chuyện kiểu rất khác nhau. Đấy, một bên thì nói thẳng nói thật nhưng một bên thì hơi lòng vòng một tí. Văn vở một tí. Một bên thì là ngôn ngữ giao tiếp. Vâng, một bên là ngôn ngữ giao tiếp. Nhưng bên nhà em là hơi văn vở. Nếu khi ngồi nói chuyện bị lâu. Vì vợ hay kiểu nói thẳng luôn. Vâng. Thì điều đấy là em hơi khó chấp nhận, kiểu tình cảm hơi khó chấp nhận. Và cái đấy thì ví dụ như là với em cũng có một cái tính xấu nữa, em cũng tự nhận luôn đấy là thí dụ như với một người đàn ông khác mà khi người ta gặp vợ mình nói một câu nào đấy hơi khó chịu một tí, người ta có thể gạt qua một bên. Nhưng mà với em thì có thể vì một phần là do em là con một này, em cũng được mẹ em chiều từ bé này, mặc dù không có bố thôi nhưng mẹ em rất là tâm lý với em. Nhau về một cái chuyện gì đấy. Và mẹ em bao giờ cũng là người nhường nhịn em để em được nói trước và bà sẽ là người phân tích sau. Nhưng vợ em thì không như thế, thành ra là nhiều khi là sau khi vợ em cãi lại em hay như nào đấy là em bị bực nguyên một ngày dài luôn. Cái đấy là điểm rất là kém chị ạ. Em không làm được một cái việc gì gọi là cho nó vui vẻ được. Từ ngày điểm đấy rất là kém. Cái hiệu quả công việc của em coi như bỏ đi. Tức là nó sẽ ảnh hưởng đến em rất là nhiều. Đúng rồi, bạn em bắt ra bảo là bạn ấy hay để bụng mà. Đúng rồi. Đúng không? Đấy là một điểm rất là xấu ấy. Tự nhiên làm cả ngày thì bắt ấy nhiều hôm cũng phải nói. Ai bảo là xấu? Đấy là bản chất của người ta. Không, như thế là một điểm rất xấu. Tự nhiên nó làm như cả ngày bị mất đi. Mà nó xấu với chính bản thân tụi mình. Đúng rồi. Nó sẽ làm cho em nặng nề cả một ngày dài. Đúng. Em đã bảo chồng em thế. Thế đã bao giờ em thử một cái phương pháp nào đó để nó giải tỏa tâm lý chưa? Chồng em á? Chồng em thì cứ bị cái tình ấy. Không có một cái gì. Nó chỉ là thói quen thôi. Chị nghĩ nó chỉ là cái thói quen từ bé được mẹ. Đúng rồi. Chị nghĩ nó không phải là gọi là thói xấu. Nó chỉ là thói quen. Bởi vì cái này thực sự là nếu mà nó là. Nhưng mà cái đấy phải sửa. Không. Thế anh lại sai quan điểm em. Phải sửa vì sao? Ví dụ như một câu chuyện đấy, chồng em thì chuyện to chuyện nhỏ đều như nhau. Nên đều phải suy nghĩ cả ngày.
Xong rồi đến một, lúc nào giải quyết xong rồi vẫn có một sự gọi là suy nghĩ tiếp thì một thời gian sau mới bắt đầu đỡ đỡ đi. Thế khi em suy nghĩ như thế nó ảnh hưởng đến tâm lý của em không? Tất nhiên là có chị. Em rất ghét việc đấy. Nhưng mà thực sự là anh không thể nói khác gì với anh cả. Anh phải hiểu là ví dụ hai vợ chồng chỉ là một câu chuyện buổi sáng ạ. Là có một chuyện gì đấy rất là bé thôi. Câu chuyện đấy sẵn sàng giải quyết một thời đến tối giải quyết được. Hai vợ chồng ngồi giải quyết với nhau. Thì những cái câu chuyện khác trong gia đình ấy, như kiểu càng ngày hôm nay có những diễn biến gì khác thì vẫn phải hoạt động như bình thường, vẫn phải vui vẻ. Không thể nào lúc nào mặt cũng bị sĩ ra đúng không? Như thế rất là kém. Nhưng mà anh như thế gọi là em chỉ đảm bảo được công việc thôi, còn mặt em thì làm sao em tươi được đúng không? Bởi vì thật ra chị nghĩ là người đàn ông, nhất là người chồng họ sẽ, họ muốn vợ hiểu nhưng họ không cần vợ phải cứu rỗi mình lúc đấy đâu. Họ sẽ muốn là vợ hiểu và vợ tự tìm niềm vui cho mình. Còn mình sẽ có cái thời gian riêng của mình để mình tự đào thải cái cảm xúc đấy, và cái lúc nào mà kết thúc mình có thể gọi là sừng sững quay trở lại để có thể che chở và yêu thương vợ như cũ. Nhưng mà cái câu, một cái câu đơn giản, anh có ổn không, em có thể giúp anh được không, em chỉ cần, đối với anh chỉ cần một người phụ nữ của mình kiểu thỏ ra là mình quan tâm là mình đã thấy ổn hơn 50% luôn rồi đấy. Cho nên là cái câu hỏi, cái câu nữa là thằng ấy phải hỏi chứ, thì cũng không phải là sai. Chứ không phải là yêu của em phải. Em hỏi thôi, em cứ đi đi, em hỏi thêm cứ đi chơi vì em ham chơi mà đúng không? Bây giờ CJ rất là muốn là người lắng nghe bây giờ. Những gì mà có lẽ là đã từng nói hoặc là chưa từng nói, thì bây giờ đến lúc mà hai vợ chồng chia sẻ với nhau. Nhiều khi vợ đi ra ngoài với anh á, vợ có thể vợ nói như thế là mất sĩ diện của anh, nhưng mà vợ không hiểu cái điều đấy là vợ đang làm mất sĩ diện đâu. Vợ hiểu ý anh không? Tức là vợ làm nhưng mà vợ không hiểu đấy, bởi vì vợ là người rất là thật tâm, vợ không hiểu điều đấy. Tức có thể cái thời điểm đấy vợ làm anh rất là tức chẳng hạn, nhưng mà về nhà thì anh lại phải nói lại với vợ, phân tích lại để vợ hiểu. Nhưng nói chung là cũng có tiếp thu thôi, cứ thế phát huy thôi. Được, ok. Và sau những phút chia sẻ rất là thật lòng của cặp đôi Tùng Anh và Quỳnh thì chúng ta đã phần nào hiểu được vì sao họ cưới. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.